Sữa mùa Vu Lan, thủ phủ vàng mã ở Hà Nội im lìm, héo hon vì thất thu nặng. Gần đến lễ Vu Lan rằm tháng 7, vốn là cao điểm kinh doanh hàng năm, thế nhưng không khí ở làng nghề vàng mã Phúc Am lại trầm buồn, báo hiệu một mùa thất thu nặng nề. Nằm cách Hà Nội khoảng 20 km về phía Nam, làng Phúc Am duyên thái thường tín Hà Nội, vốn là thủ phủ sản xuất vàng mã ở miền Bắc, rất nhiều hộ gia đình tại làng nghề này đã chọn nghề này để làm kế sinh nhai chính. Hoạt động sản xuất vàng mã tại đây diễn ra quanh năm, thế nhưng tất bật nhất là vào dịp dằm tháng 7 và Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, làng nghề cũng trở nên vắng lặng, buồn thảm trong những ngày cận dằm tháng 7. Đi quanh làng sẽ bắt gặp những vật liệu quen thuộc phải nằm trồng đống và thừa thải. Bị bỏ quên quá lâu, những sản phẩm này cũng bị dây leo quấn chẳng chịt rêu mốc phủ lên những bộ khung đan bằng nan tre và không khó để bắt gặp cảnh tượng đổ vàng mã đã chưa làm xong, nằm trong chơ. Gia đình anh Nguyễn Văn Quyền, xóm 3, làng Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín là một trong số những hộ hiếm hoi vẫn tiếp tục làm nghề giữa mùa dịch. Cả gia đình bốn nhân công vẫn tiếp tục túc tác làm những sản phẩm xương ngựa hàng mã, chờ đại dịch đi qua để tiêu thụ ra thị trường. Đối với những sản phẩm này, loại to nhất có giá 50.000 đồng mỗi con, loại bé hơn có giá khoảng 15 đến 30.000 đồng. Vợ anh Cường vừa thân thoát đôi tay đan lát vừa nói, Lúc không có dịch bệnh, công việc này cũng đem lại khoản thu nhập khoảng 100.000 đồng cho một người mỗi ngày. Tuy nhiên bây giờ dịch bệnh không vận chuyển được hàng thì thu nhập bằng không. Mặc dù không bán được hàng, không có tiền nhưng trả nhẽ cả nhà ngồi chơi nên chúng tôi vẫn phải làm. Mong hết dịch đúng dịp vu lan để kịp tiêu thụ. Anh Cường nói. Đây là công việc chính của cả gia đình anh Cường trong lúc nông nhàn và cũng là công việc mang lại thu nhập chính. Còn tại nhà ông Phùng Thanh Hùng, 66 tuổi, chúng tôi bắt gặp ông Hùng đang trao chuốt lại bộ khung của một con ngựa trước khi phủ giấy để hoàn thiện sản phẩm. Ông Hùng cho biết gia đình ông cũng như nhiều gia đình khác tại làng Phúc Am đã thất thu gần 2 năm nay. Những ngày chấm dịch thì còn nhúc nhắc bán được hàng, thế nhưng từ khoảng 3 tháng nay cho đến đặc biệt là từ khi Hà Nội giãn cách xã hội, số vàng mã làm ra không thể bán vì không vận chuyển được đành chất đống trong kho. Những con ngựa được lên khung che từ nhà khác, sau đó gia đình ông hoàn thiện phần trang trí trước khi bán ra thị trường. Anh Nguyễn Văn Thắng, xóm 3 làng Phúc Am cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như họ. Mặc dù dịch bệnh, hàng mã không thể xuất đi, thế nhưng vợ chồng anh Thắng vẫn chăm chỉ làm việc chờ ngày hết dịch. Nhà mình có nhiều khách quen thường xuyên lấy hàng, không kể ngày lễ Tết do đó vợ chồng mình vẫn tranh thủ chuẩn bị trước để khi dịch bệnh qua đi có sẵn hàng mà giao cho khách. Anh Thắng chia sẻ tại làng nghề này mỗi hộ gia đình sản xuất một sản phẩm công đoạn riêng biệt. Vào thời điểm này mỗi năm cả làng đang vào vụ sản xuất hàng phục vụ dằm tháng bảy âm lịch. Tuy nhiên năm nay gần như cả làng đã dừng hoạt động. Ngoài một số gia đình vẫn còn tiếp tục hoạt động sản xuất như gia đình ông Hùng, anh Thắng hay anh Quyền, còn lại đều đóng cửa vì dịch bệnh cũng không ít các nhà xưởng hàng chục nhân công trước kia hoạt động từ sáng sớm đến tối mịt bây giờ cũng phải đóng cửa dài hạn vì dịch bệnh